những điều ta chuẩn bị nói không phải để cản các ngươi quay về. Theo như những gì ta quan tâm, các người có thể đi bất cứ đâu các người muốn. Nhưng ta muốn cho các người biết cách các người đối xử với ta và cách ta đối xử với các người như nào. Ta sẽ bắt đầu với cha ta, Philip. Khi ông ta tìm tới các người chỉ là kẻ bần nông hèn mọn, mặc áo da, chăn dăm ba con cừu trên những sườn núi mà các người còn chẳng thể bảo vệ nổi chúng khỏi những kẻ cướp. Dưới sự lãnh đạo của ông, các người mới sống được trong thành phố, với luật pháp và phong tục tốt đẹp. Và ông ấy biến các người từ những kẻ nô lệ thành người chủ, thành người cai quản chính những lũ mọi rợ từng cướp phá vùng đất của các người. Ông đã chinh phục phần lớn Thrace, mang về những hải cảng tốt nhất cho giao thương và phồn thịnh, và khiến cho hầm mỏ hoạt động trôi chảy. Thessalian chúng từng làm các người sợ hãi. Giờ đây, ta cai trị chúng. Người Athens và Thíp từng luôn tìm mọi cơ hội để tấn công Macedonia, giờ đã phải cúi mình. Chính bản thân ta cũng góp một công nhỏ trong cuộc chiến đó, đến mức chúng không còn nhận cống phẩm từ Macedonia nữa, mà thay vào đó phải dựa dẫm vào chúng ta để được bảo vệ. Cha ta đã đi từ Peloponnese và đặt các gia tộc đó vào khuôn phép. Rồi ông được vinh danh là thủ lĩnh tối cao toàn cõi Hy Lạp cho chiến dịch chống lại Ba Tư, một vinh dự không chỉ dành cho riêng ông mà cho tất cả người dân Macedonia này. Đó là những gì cha ta Philip làm cho các ngươi, đủ vĩ đại nhưng nhỏ bé khi so với những gì các ngươi có được từ ta. Ta vượt qua eo biển Hellespont, mặc dù khi đó người Ba Tư đang làm chủ trên biển. Ta đã đánh bại các tướng quân của Darius Đại Đế và biến các ngươi thành chủ của Ionia, Iolis, Phrygia và Lydia. Hạ thành Mytus bằng cuộc vây hãm, các vùng đất còn lại tự đầu hàng và của cải của chúng trở thành của các ngươi. Tất cả sự giàu có của Ai Cập và Cyrene, những thứ được đem về mà không cần đổ máu cũng thuộc về các ngươi nốt. Syria, Palestine, Mesopotamia, Babylonia cũng đều thuộc về ngươi. Của cải của Lydia, các kho báu của Ba Tư, những viên ngọc của Ấn Độ và của những đại dương ngoài kia. Các ngươi giờ đã là thống đốc, là tướng quân và những đội trưởng. Ta đã giữ lại cho ta thứ gì ngoài chiếc áo choàng tím và cái vương miện? Không gì cả. Không ai có thể chỉ ra được của cải của ta, chỉ có những thứ ta giữ làm tin cho các ngươi. Và ta đã làm gì cùng các ngươi? Ta ăn thứ các ngươi ăn. Ta chẳng nghỉ ngơi nhiều hơn các ngươi được nghỉ. Nhiều lần ta còn dành cả đêm canh gác để các ngươi có thể yên giấc nồng. Kẻ nào trong các ngươi tin rằng đã vất vả cho ta nhiều hơn là cho hắn? Lại đây, nếu các ngươi có sẹo, cởi ra và cho ta xem. Ta sẽ cho các ngươi biết sẹo của ta. Không phần nào trên cơ thể ta dù là phía trước mà không có một vết thương. Cơ thể ta bao phủ bởi các vết sẹo từ mọi loại vũ khí các ngươi có thể nghĩ tới, gươm, mũi tên, hòn đá hay chùy. Tất cả là cho mạng sống của các ngươi, cho vinh quang và của cải của các ngươi. Và dù thế, ta vẫn ở đây để lãnh đạo các ngươi như một kẻ chinh phục đất đai và biển cả, núi sông và cả những thảo nguyên. Chúng ta từng tổ chức đám cưới cùng nhau. Nhiều đứa trẻ con của các ngươi sẽ trở thành anh em với con cái ta. Ta trả hết nợ cho các ngươi mà không cần hỏi tại sao các ngươi vướng phải, mặc dù các ngươi được trả lương hậu hĩnh và cướp bóc từ những thành phố mà ta chiếm được. Nhiều người trong số các ngươi được đội những vương miện vàng, những huân chương của lòng dũng cảm và vinh dự tay ta đã trao. Bất cứ ai trong chúng ta ngã xuống, những người đã có sự kết thúc trong vinh quang, chúng ta đã chôn cất họ trong vinh dự trọn vẹn. Nhiều người đã thành bất tử qua những bức tượng đồng được đặt ở Macedonia. Gia đình họ đã được vinh danh và không phải bị thu thuế. Dưới sự chỉ huy của ta, chưa một ai bị giết khi chạy trốn khỏi quân thù. Mà giờ ta muốn gửi về một số trong số những người bị thương hay tàn tật hoặc đã già để trở về quê nhà và được vinh danh như những người hùng. Nhưng vì các ngươi đều muốn ra đi thì đi đi. Về nhà đi và kể cho họ nghe về vua của các ngươi Alexander, kẻ chinh phục Ba Tư, Med, Bactrian và Scythia, kẻ mà bây giờ đang trị vì Pathia, Corasmia và Hyrcania cho tới biển Caspia, kẻ mà đã hành quân qua những dãy núi của Hindukus, vượt sông Oxus và Tanai, thậm chí sông Indus, người đầu tiên vượt qua kể từ thời Dionysus. Ta sẽ còn vượt qua Hyphosis nữa nếu các ngươi không có mình trong sợ hãi. Người đã giăng buồm ra đại dương từ cửa Indus, vượt qua sa mạc Zerosia, nơi mà chưa từng ai dẫn một đội quân băng qua. Người mà đã đánh chiếm Carmenia trong khi hạm đội còn đang giăng buồm trong vịnh Ba Tư. Khi các người về đến nhà, hãy kể cho họ rằng, khi các người trở về từ Susa, các người đã bỏ rơi ông ấy, bỏ ông ta lại dưới sự bảo vệ của những kẻ ngoại bang mà chính các người từng chinh phục. Có lẽ những lời đó thật vinh quang trong mắt những người dân và thật xứng đáng trong mắt những vị thần. Biến đi, sau bài hùng biện, quân Macedonia đã cầu xin Alexander tha thứ, dẫn tới một cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc giữa nhà vua và đội quân của mình. Alexander bắt đầu kế hoạch cho cuộc chinh phục xa hơn, nhưng ở Babylon, chưa đầy một năm sau, ông đã gục ngã khi chưa đầy 32 tuổi.